Xin chào các bạn, Longines từ lâu vẫn được coi là một thương hiệu khá là bảo thủ về thiết kế. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, họ cũng đã cho ra mắt những phối màu rất là theo xu hướng và dòng Master là một trong số đó. Hãy dành thời gian để theo dõi video hôm nay để đến với hai mẫu đồng hồ Master với phối màu Demi vàng hồng nhé. Ở đây mình đang có hai mẫu Master, có lẽ là đã quá quen thuộc với những ai yêu thích Longines. Chiếc nhỏ hơn là mẫu L2628 với đường kính là 38,5mm và bên cạnh nó là mẫu L2793 với đường kính lớn hơn một chút, 40mm. Trước đây thì mẫu 38,5 gần như là lựa chọn chiếm ưu thế tuyệt đối. Hiện nay thì xu hướng đồng hồ size lớn đã khiến cho mẫu 40mm cũng rất được ưa chuộng. Tương tự với kích thước, đó là màu sắc. Trong quá khứ thì màu vàng gold truyền thống biểu tượng cho sự sang trọng, đĩnh đạc, luôn là phiên bản bán chạy nhất. Điều đó cũng thật dễ hiểu bởi vì là màu sắc này được các khách hàng trung niên rất là ưa chuộng, mà đây lại là thị trường truyền thống mà Longines nhắm đến và là bá chủ trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên đến nay thì với sự ra đời và ngày càng phổ biến của màu vàng hồng ở trên đồng hồ, Longines cũng đã phải bắt kịp xu hướng. Màu vàng hồng này rất được ưa chuộng tại các quốc gia Bắc bán cầu như là châu Âu và Mỹ. Đây được coi là một màu sắc mới mẻ, thời thượng, vừa sang trọng lại vừa trẻ trung. Bổ sung phiên bản này là một nước đi thông minh để tiếp cận những khách hàng ở phân khúc tuổi trẻ hơn. Cụ thể với dòng Master này sẽ là khoảng từ 30 cho đến dưới 50 tuổi. Nếu các bạn để ý thì bộ sưu tập Record mới ra mắt của thương hiệu này cũng đánh vào cùng phân khúc thì cũng chỉ mới có màu vàng hồng mà chưa có màu vàng gold truyền thống. Không giống như các sản phẩm tầm trung như là Prezon hay là Flagship, màu vàng hồng của Master được tạo nên bởi kỹ thuật bọc vàng 18K thay vì là mạ PVD nên gần như là sẽ bền màu tuyệt đối. Nếu có chảy xước thì cũng có thể đánh bóng lại như mới. Công thức mà Longines sử dụng ở đây là 75% vàng, 5% bạc và 20% đồng, nghĩa là giảm lượng bạc và tăng hàm lượng đồng so với công thức của màu vàng truyền thống. Thực sự là mình rất thích cái màu này. Bên cạnh màu vàng hồng thì hai mẫu này vẫn còn rất nhiều những yếu tố làm nên tên tuổi huyền thoại của Master. Đó là bộ kim lá thanh mảnh, đó là bộ cọc số kim cương Top Wear Satin đẳng cấp hay là vân Balaycon đặc trưng ở trên dial. Tất cả sẽ tạo nên một tổng thể vừa hài hòa vừa đậm dấu ấn của một thương hiệu hàng đầu thế giới. Có lẽ Longines là một trong số ít những thương hiệu đồng hồ sở hữu ít form dáng sản phẩm nhưng lại cực kỳ thành công nhờ sự tỉ mỉ hết mức mà họ dành cho chúng. Điều này làm mình liên tưởng đến Apple, một tượng đài thiết kế thành công bậc nhất trong giới công nghệ. Hai mẫu này cũng sẽ có thêm một điểm chung nữa, đó là đều sử dụng caliber L888 chạy ở tần số 25.200 VPH và cung cấp tối đa là 64 giờ trợ cót, hỗ trợ đầy đủ các tính năng là lên cót tay, lên cót tự động và dừng kim dây chỉnh giờ. Và như các bạn đang thấy ở đây thì chu vi tay của mình sẽ là 16,5cm, bề rộng cổ tay là 51mm, nên là có thể đeo vừa cả hai mẫu. Ở đây đang là mẫu 38,5 và bây giờ thì mình sẽ thử thêm mẫu 40. Theo mình thì nếu chu vi cổ tay của bạn dưới 16cm thì nên lựa chọn mẫu 38,5, còn đây là mẫu 40mm sẽ phù hợp với chu vi tay từ trên 17,5cm trở lên. Còn nếu chu vi tay của bạn khoảng từ 16 cho đến 17,5 thì sẽ sử dụng được cả hai mẫu. Cách đơn giản nhất để mua được đồng hồ Longines chính hãng đó là hãy mua những sản phẩm có bảo hành chính hãng và chúng sẽ chỉ có tại các đại lý ủy quyền chính thức của Longines, ví dụ như Duy Anh. Hãy đến với bên mình và trải nghiệm nhé. Đức xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Và nếu các bạn thấy thú vị, hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Duy Anh để tiếp tục đón xem những video hấp dẫn nhé.